Thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa là một năm học mới là bắt đầu. Thế nhưng hiện nay tỉnh Nghệ An vẫn còn thiếu gần 7.000 giáo viên. Trong khi số lượng giáo viên còn thiếu chưa được tuyển dụng thì số giáo viên xin nghỉ việc, nghỉ theo chế độ có xu hướng tăng. Trong bối cảnh thiếu hụt lượng lớn giáo viên, ngành giáo dục đang đứng trước nhiều áp lực và thách thức, đặc biệt là việc tổ chức dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Là giáo viên biên chế, đã hơn 15 năm công tác tại trường mầm non Hưng Dũng 2, thành phố Vinh. Nhưng để đáp ứng cuộc sống hiện tại của gia đình, nên cô giáo Phạm Thị Thùy đã viết đơn xin nghỉ việc để tìm công việc mới phù hợp hơn. Giáo viên mầm non là nghề rất là vất vả và áp lực, và nhất là về mặt thời gian và về cái cường độ làm việc chăm sóc trẻ thì áp lực từ nhiều phía so với cái công lao mình bỏ ra trong một ngày làm việc và thu nhập mình nhận được sau một tháng làm việc thì bản thân tôi cảm thấy nó cũng chưa được xứng đáng. Vừa qua thì trường mầm non Hưng Dũng 2 cũng có 3 giáo viên xin nghỉ việc. Thì đấy là vì lý do cá nhân của các cô. Những cái giáo viên này thì tuổi đời còn rất là trẻ và cũng là những giáo viên rất là có năng lực. Họ là những giáo viên biên chế của nhà trường. Nhưng họ có những cái sự lựa chọn tốt hơn trong cuộc sống. Theo thống kê của Sở Nội vụ Nghệ An, trong năm 2022, toàn ngành có đến 402 viên chức xin ngành giáo dục nghỉ việc theo Nghị định 108 của Chính phủ. Riêng 8 tháng đầu năm 2023, có gần 246 viên chức xin nghỉ việc và nghỉ theo chế độ 108, trong đó chủ yếu là giáo viên. Tình trạng thiếu giáo viên cộng với việc ở nhiều trường học cùng một thời điểm có từ 2 đến 3 giáo viên xin nghỉ việc đã gây ra nhiều khó khăn, áp lực cho các nhà trường. Hiện nhiều trường học chỉ đạt tỷ lệ 1,1 đến 1,7 giáo viên trên lớp, trong khi đó theo quy định là 1,5 đến 2,2 giáo viên trên lớp. Nguyên nhân khiến nhiều giáo viên xin nghỉ việc, một phần do sức khỏe, một phần do áp lực về chất lượng chuyên môn và lương thấp chưa đáp ứng được cuộc sống. Ra đây là cái nguyện vọng cá nhân, thì nếu như mà đáp ứng đầy đủ nguyện vọng của cá nhân thì cũng là không vấn đề. Một giáo viên mà khi nghỉ thì cũng gặp khó khăn trong quá trình là bổ trí giáo viên giảng dạy, bởi vì trong cái bối cảnh mà chúng của tỉnh thì đang còn thiếu giáo viên. Mặc dù vậy thì trong quá trình giảng dạy thì mình cũng khắc phục khó khăn để rồi đảm bảo công tác dạy và học. Một số giáo viên thì do sức khỏe và do thực tế cũng do cái áp lực cái bối cảnh nó đổi mới thì chương trình phổ thông 2018 yêu cầu cao hơn, rồi là yêu cầu của cái chuyển đổi số hội nhập quốc tế nên là còn khó khăn. Thiếu giáo viên là một cái nằm trong cái tình trạng chung. Còn việc tuyển dụng giáo viên thì đối với cái việc tiến học ngoại ngữ thì đối với lớp 3 là hơi khó. Ngành giáo dục Nghệ An cũng đã đưa ra nhiều giải pháp như nhập lớp, tăng sĩ số trên lớp, hợp đồng giáo viên thỉnh giảng, động viên giáo viên dạy tăng tiết. Thế nhưng về lâu dài, việc thiếu số lượng lớn giáo viên hiện nay là thách thức lớn cho ngành giáo dục triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Thông tư 13 của Bộ Y tế quy định khung giá và phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8, cho phép các bệnh viện điều chỉnh tối đa mỗi lượt khám là 500.000 đồng, tiền giường nằm là 4 triệu đồng. Sau hơn một tuần thông tư có hiệu lực, nhiều bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn chọn giữ nguyên giá, chưa điều chỉnh tăng. Hiện mỗi ngày, bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 700 đến 800 lượt khám chữa bệnh theo yêu cầu, chiếm khoảng 20% tổng lượt khám ngoại trú của bệnh viện. Giá khám dịch vụ là 150.000 đồng đối với khám chuyên khoa và 150.000 đồng khi lựa chọn khám với giáo sư. Sau hơn một tuần thông tư 13 của Bộ Y tế được áp dụng, bệnh viện vẫn giữ nguyên mức giá này. Chúng tôi không có tăng giá, mà chúng tôi tăng thêm các cái tiện ích để phục vụ cho người dân. Bởi vì sau cái đại dịch Covid thì chúng tôi thấy rằng là người dân cũng còn khó khăn đó, và cái điều kiện mà để thụ hưởng đó, ở nhất là ở cái phía thành phố Thủ Đức và các vùng lân cận đó, thì bà con cũng còn nhiều cái khó khăn mà cũng mong muốn được cái thụ hưởng các cái dịch vụ khác. Người ta nói là tiền nào của nấy mà, nên ví dụ như mức cao thì mình sẽ cung ứng cho những cái dịch vụ thuốc men hay là thiết bị y tế hay là những cái cao cấp hơn, còn dịch vụ nó thấp thì đương nhiên bù lại thì ở đâu ra mà nó có nhiều. Nên chị nghĩ là cao hay thấp là khó nói lắm, tại vì nó tùy thuộc vào cái thu nhập của từng người dân. Tất nhiên là mình cũng mong muốn là mình gặp được bác sĩ giỏi, mình gặp được một cái chuyên khoa để giúp cho mình cải thiện cái bệnh nó được hoàn hảo hơn.
có vậy thôi, chứ còn thực sự ra thì với số tiền mà có hơn 100.000 thì nó cũng không có là cái gì đối với lại một cái cả mấy tháng giờ mình mới đi khám một lần. Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn là bệnh viện hạng 2 trực thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh với quy mô 250 giường bệnh, trong đó khoảng 10% bệnh nhân khám theo yêu cầu và khoảng 12% giường bệnh nội trú là giường dịch vụ. Đơn vị này cũng lựa chọn chưa điều chỉnh giá khám chữa bệnh dịch vụ. Thông tư 13 đã cởi ra cho các bệnh viện có một cái giải để mà mình chủ động hơn về cái giá dịch vụ để tăng thêm cái chất lượng khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Tuy nhiên thì hiện tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn chưa có tăng giá. Hiện tại thì Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn chỉ chuẩn bị lại về các cái danh mục kỹ thuật, làm lại các cơ cấu giá của các danh mục kỹ thuật, đầu tư thêm một số cái mặt bằng về cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị để nó phù hợp với lại cái giá mà thông tư hướng dẫn. Thông tư 13 quy định mức giá tối thiểu và tối đa, tạo điều kiện cho các bệnh viện làm dịch vụ tốt hơn, được lựa chọn mức giá phù hợp theo thực tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Từ đó, cả bệnh nhân và nhân viên y tế đều hưởng lợi. Tuy nhiên, việc tăng giá cần đi kèm với tăng chất lượng dịch vụ. Vì vậy, hầu hết các bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh đều lựa chọn chậm mà chắc trong lộ trình tăng giá khám chữa bệnh dịch vụ. Thưa quý vị, hàng trăm hộ dân nằm tại các vùng dự án ở thành phố Đà Nẵng đang cần được tái định cư sớm ngày nào hay ngày đó. Tái định cư cũng là chìa khóa để các dự án đầu tư ở Đà Nẵng diễn ra đúng kế hoạch. Tuy nhiên, đất dành cho tái định cư đang thiếu trầm trọng so với nhu cầu thực tế, khiến người dân ở các vùng dự án mòn mỏi chờ đợi được đến nơi ở mới. Ô nhiễm, khói bụi ngập ngụa tại thôn Phước Thuận, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân nơi đây. Sinh sống dưới điều kiện như thế này nên mong mỏi lớn nhất của người dân ở đây là được di rời, tái định cư đến nơi khác, càng sớm càng tốt. Nguyện vọng của người dân chúng tôi là một là quy hoạch vùng công nghiệp thì phải cải thiện đời sống cho người dân, chuyển qua vùng tái định cư nào đó, giao đất lại cho nhà nước quản lý về khu công nghiệp. Chứ còn nếu mà ở chung sống trong với cái vùng khu công nghiệp này thì về lâu về giờ thì những cư dân cư ở đây là rất vất vả. Và sợ bệnh tật thì sau này nghèo khó thì cũng không có tiền để chữa bệnh. Song song với mong mỏi của người dân khu vực này là nhiều trường hợp khác lẽ ra đã được cấp đất tái định cư nhưng đến nay vẫn chưa nhận được. Mình biết là hiện tại bây giờ người dân ở đây là có một số nhà dân đang giải tỏa, nhà nước thu hồi đất để làm đường. Hiện tại đường là bây giờ làm xong rồi nhưng mà đất cấp lại cho dân thì bây giờ cũng chưa có đất để cấp lại cho dân. Nguyên nhân của vấn đề này đó là quỹ đất tái định cư của Đà Nẵng không đủ so với nhu cầu hiện nay. Tính riêng huyện Hòa Vang, địa phương có tổng quỹ đất tái định cư khoảng 5.500 lô. Vậy nhưng tổng nhu cầu của huyện đã lên đến hơn 11.000 lô. Hiện nay trên địa bàn huyện Hòa Vang thì có khoảng 55 khu tái định cư. Một số khu tái định cư cũng đã hoàn thành cái công tác hạ tầng để bố trí cho dân được, nhưng cũng có một số cái khu là hiện nay cái công tác thi công nó chưa hoàn chỉnh nên là dẫn đến cái việc là các cái hộ mà được bố trí về các khu tái định cư chưa hoàn thành đó nó gặp nhiều vướng mắc. Hiện nay chúng ta đang còn là có những cái vị trí và cái mặt cắt đường tương đối lớn là đường 7m5, đường 10m5. Trong khi đó cái nhu cầu thực tế của người dân á, thì người ta muốn tiệm cận với những cái mặt cắt đường 5m5. Thì chính vì cái chênh lệch như thế này thì cái công tác và quỹ đất để phục vụ cho cái hoạt động tái định cư cũng đang là một trong những áp lực cũng tương đối lớn. Theo quy định, đối với trường hợp thu hồi đất mà phải bố trí tái định cư thì phải hoàn thành bố trí tái định cư trước khi thu hồi đất. Do đó, việc không có đất tái định cư cho những hộ dân đã đồng ý giải phóng mặt bằng đang ảnh hưởng tiêu cực đến người dân trong diện đền bù giải tỏa. Sáng nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động quận Nam Từ Liêm nhằm kết nối cung cầu lao động, giúp lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động. Phiên giao dịch việc làm có sự tham gia của 40 đơn vị với tổng nhu cầu tuyển dụng hơn 2.200 chỉ tiêu, với mức thu nhập từ 7 đến hơn 15 triệu đồng một người một tháng. Lĩnh vực ngành nghề tuyển dụng đa dạng như sản xuất, thương mại, dịch vụ, bảo hiểm, nhà hàng, khách sạn sẽ giúp người lao động lựa chọn công việc phù hợp. Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội nhận định, trong những tháng cuối năm 2023, các doanh nghiệp phía Bắc sẽ tiếp tục tăng tuyển dụng lao động. Riêng tại Hà Nội, dự báo cần 120.000 đến 140.000 lao động.
Một số ngành nghề dự báo có nhu cầu tuyển dụng tăng cao dịp cuối năm như bán buôn bán lẻ, dịch vụ, công nghiệp chế biến chế tạo. Thưa quý vị, kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay, người dân được nghỉ 4 ngày. Chính vì vậy, nhiều người đã lựa chọn đi du lịch trong những ngày nghỉ. Ghi nhận tại một số công ty du lịch, xu hướng mùa lễ này, phần lớn người dân vẫn chọn du lịch nghỉ dưỡng, đi theo những nhóm nhỏ. Các tour trong nước và tour nước ngoài ngắn ngày là lựa chọn hàng đầu của du khách. Để tận hưởng kỳ nghỉ lễ dài cuối mùa hè trước khi bước vào năm học mới, Lâm và nhóm bạn của mình quyết định chọn tour miệt vườn và hành hương tại An Giang, Châu Đốc, tour 2 ngày 1 đêm với chi phí gần 3 triệu, là mức chi theo anh là hợp lý cho dịp lễ này. Thì mình lựa chọn đi Châu Đốc, thứ nhất là mình muốn trải nghiệm những nơi tâm linh, thứ hai là mình muốn đi miền Tây để mình tham gia những món đặc sản, rồi chợ nổi, rồi muốn trải nghiệm cuộc sống ở miền Tây. Hiện nay chúng tôi đang làm cái chương trình du lịch mới, đó là đến với cả chợ nổi An Giang. Còn một cái điểm đến khác nữa cũng chứng kiến cái sự ghi nhận cái lượng khách trong dịp lễ, đó là Phan Thiết. Nhưng ở Phan Thiết thì lại đi theo cái hình thức là đăng ký theo một nhóm gia đình và họ tự dùng xe của gia đình họ đi. Họ chỉ sử dụng phần dịch vụ của công ty du lịch như khách sạn hay là vé tham quan. Thời điểm này, ở các công ty du lịch, lượng booking của khách cho những tour trong dịp lễ đạt từ 80 đến 90%. Đối với các điểm đến trong nước, cung đường đi Tây Bắc, Đông Bắc hay các thành phố biển được nhiều người dân ưu tiên lựa chọn. Đối với các tour nước ngoài, các điểm đến trong khu vực Đông Nam Á hay Đông Bắc Á được lựa chọn nhiều trong kỳ nghỉ lễ 4 ngày. Các doanh nghiệp cho biết giá tour năm nay khá ổn định và mỗi ngày họ đều nhận thêm các nhóm khách đặt tour dù đã cận kỳ nghỉ. Họ có thể đi một cái tour 5 ngày ở Thái Lan, Singapore hoặc là Hàn Quốc hoặc là những cái quốc gia khác. Tuy nhiên là họ chỉ đăng ký trước khoảng một tuần. Có những người thì họ đăng ký trước 3 cho đến 5 ngày. Còn đối với lại nội địa thì gần như là họ alo một cái là có thể đi được ngay. Loại hình du lịch mới ở đây đó chính là những cái loại hình du lịch ví dụ như là trekking, du lịch trải nghiệm, du lịch thiên nhiên hay là gọi là du lịch sinh thái hoặc là du lịch cộng đồng. Đối với hàng không thì chúng tôi cũng đã đặt vé trước để có giá rẻ cho du khách. Đối với nhà cung cấp thì chúng tôi cũng cùng nhau để phối hợp lên chương trình mới lạ độc đáo dành cho khách cũng như là cùng nhau giữ các giá dịch vụ để có mức giá tốt dành cho du khách dịp lễ 2 tháng 9 năm nay. Chính vì sự chuẩn bị trước cũng như là giữ chỗ trước dành cho khách hàng nên giá tour du lịch lễ 2 tháng 9 của chúng tôi thì gần như là không có cao hơn nhiều so với ngày bình thường. Để thu hút khách hàng, các công ty cũng đưa ra nhiều chính sách như quà tặng du lịch, giảm giá khi đăng ký khách hàng mới, mua trên các hệ thống web, app trực tuyến, được giá tốt hơn hay hoàn tiền khi thanh toán qua thẻ ngân hàng. Dù được đánh giá là chưa có sự bùng nổ, nhưng khách đến các điểm du lịch trong những ngày lễ mùng 2 tháng 9 năm nay cũng sẽ tăng cao so với những ngày thường. Nên mới đây, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đưa ra một số khuyến cáo. Khách du lịch cần tìm hiểu kỹ thông tin về các gói du lịch, các chương trình du lịch, tìm đến các đơn vị du lịch uy tín để có một kỳ nghỉ trọn vẹn.